cái 180 tấm ơn chắc đây trái thôi đi mấy phút nãy giờ đi tầm 20-30 đây đi mấy cây đây 24 cây 45 cây. Wow hẹp quá coi lâu rồi coi lâu rồi hả giờ mới hành động hả ra mình lấy bình thường hết em ha. Đây cái thùng đá của mình là có giống gì nè, đó đầy đủ vậy á. Em ăn thử miếng xiên gà đi, em thử thử vừa ăn không? Ok. Tại sao phải thử liền? Cái gì à? Ăn chỉnh liền cho. Bạn kia ăn thử không? Hay là tin tưởng nhau rồi? Tin tưởng mà. Ủa trời ơi. Thử đi sao mất công rồi, không ngon với ý mình. Cũng công tốn wifi coi anh bữa giờ. Đi xa thì anh làm để đồ ăn ở dưới, chút về tụi em chọn lên nha. Dạ, sáng nay 7:30 em phải coi rồi. Nhưng mà nói là nói clip cũ chứ clip bữa nay anh đăng là chưa thấy đúng không? Được. Ăn lựa mấy cái ngày mà em nói á, nó đi không à, thì chứ. Trước khi anh đăng là anh có đọc chú Thái Lan rồi. Dạ. Dạ. Rồi lấy nước súp thấm luôn nha, để gì kéo ảnh tiếp.